đây cái hẻm 345, hẻm Công Lộ. Trời ơi, nhỏ xíu à. Cơ nè. Đó. Quá đẹp luôn. Dạ, Sunny thân ái mến chào anh chị và các bạn. Hiện tại Sunny đang đứng ở khuôn viên của nhà thờ Cầu Kho. Và hôm nay vào lúc 11 giờ, Sunny cũng muốn gửi cô chú anh chị và các bạn ở khu vực Cầu Kho với những cái lời yêu cầu của cô chú anh chị và các bạn. Sunny rất là vui thực hiện các clip này. Khi mà tới Cầu Kho quận Nhất thì một cái điểm nhấn đầu tiên trong video đó là khuôn viên nhà thờ Cầu Kho. Nhớ những cái ngày thánh lễ mà anh chị và các bạn có kỷ niệm. Đây cái khuôn viên nhà thờ anh chị. Với hai cái yêu cầu của một bác trên kênh kiếm căn nhà cũ của bác trên cái hẻm Công Lộ, và có một chị hỏi ngày xưa chị ở Quỳnh Quang Tiên, nay là Hồ Hậu Hớn đó, thì không biết là chợ Cầu Kho còn hay không. Và Sunny cũng rất là vui thực hiện các clip này gửi tới tất cả cô chú anh chị và các bạn trên kênh Sunny Đo. Và Sunny rời nhà thờ Cầu Kho nha, để chúng ta sẽ đi con đường Pháp Diệm, nay có tên là Trần Đình Xu, mà nơi đó có chợ Cầu Kho. Đây hang đá Đức Mẹ. Và mời anh chị chúng ta cùng đi với Sunny. Trước mặt anh chị đó là nhà thờ Cầu Kho, và cái hướng này thì chúng ta sẽ đi ra bến Chương Dương, chợ Cầu Kho. Phía sau lưng Sunny đó là con đường Trần Hưng Đạo. Rồi chúng ta sẽ đi dạo một vòng ở khu vực Cầu Kho, chợ Cầu Kho. Như cô chú anh chị cũng đã biết đó, cái chợ Cầu Kho nó nằm trên con đường Trần Đình Xu, quận Nhất, xưa là con đường Pháp Diệm. Và đây là cái chợ năm xưa nằm trên cái dòng kênh Tàu Hủ, kênh Bến Nghé, kênh Tàu Hủ. Đây là cái khu vực chợ năm xưa đây. Sunny sẽ đi một vòng với con đường Trần Đình Xu, Hồ Hậu Hớn. Hồ Hậu Hớn ngày xưa là Quỳnh Quang Tiên. Cái chợ đây, cái góc chợ bây giờ thì không còn nữa anh gì, nó nhường chỗ cho một cái đại lộ Đông Tây, đại lộ Võ Văn Kiệt. Đây đại lộ Đông Tây, đại lộ Võ Văn Kiệt. Địa hình ở đây cũng rất là hay. Nơi đây tự nhiên có một cái gò đất cao nè anh gì, nó có một cái dốc đi lên. Và ở đây có những cái cây thông. Và đi ngang đây chúng ta tưởng tượng giống như một cái góc nhỏ của Đà Lạt, Đà Lạt thu nhỏ. Ngày xưa thì con đường thì nó rất là nhỏ như thế này thôi. Bây giờ nó bên trái mở rộng. Cây thông, rừng thông.
Và bây giờ Sunny sẽ đi vào một cái hẻm, ở đây có một cái chung cư 518 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho. Sunny sẽ đi cái hẻm để đi thông ra con đường Trần Hưng Đạo. Hẻm này là hẻm 518 Võ Văn Kiệt. Bến Trương Dương năm xưa đó. Để xác định cái con đường, cái đoạn giữa bến Trương Dương, bến Hàm Tử, bến Lê Quang Liêm. Thì bến Trương Dương bắt đầu từ khu vực ngay chỗ chợ Cầu Ông Lãnh, chợ Cầu Muối, tới chợ Năng Si, dọc theo dòng kênh đó là bến Trương Dương. Từ chợ Năng Si đến con đường Hải Thượng Lãng Ông, ngày xưa có tên là Khổng Tử Chợ Lớn đó, là bến Hàm Tử. Và từ ngay chỗ con đường Hải Thượng Lãng Ông chạy dài tới phía lò gốm, đó là bến Lê Quang Liêm, chùa Thiên Phước. Con hẻm này đó, buổi tối thì buôn bán thức ăn cũng rất là nhộn nhịp anh chị. Đây là những con hẻm nó vuông góc với nhau. Chị Tuyết nè yêu cầu là chợ còn không, đó là cái chợ bây giờ không còn nữa chị. Một lát em sẽ quay con đường Quỳnh Quang Tiên gửi chị. Và bác Tê Trần, cháu có thuận tiện thì cháu quay cho bác căn nhà, cái hẻm 345 trên 55, ngày xưa người ta gọi là hẻm Công Lộ. Trước mặt anh chị đó là con đường Trần Hưng Đạo, bên trái là về chợ Năng Si, bên phải là chúng ta về hướng về chợ Bến Thành quận nhất. Đây là con đường Trần Hưng Đạo đây. Con đường Trần Hưng Đạo cái đoạn này cũng rất là mát anh chị. Nó có rất là nhiều lane đặc biệt mà Sunny rất là thích. Cái lane bên trong nè, đi xe gắn máy giống như con đường Cường Để năm xưa. Bây giờ chỉ còn sót lại vài con đường có những cái plan xe gắn máy như thế này thôi. 345 đây. 345 trên 55 thì không biết là có còn cái nhà bác còn như xưa hay không. Đây cái hẻm 345, hẻm Công Lộ. 345 trên 55. Không biết là bên trái hay bên phải. 345 Trần Hưng Đạo. Máy trái là 17A. 345 trên 47. Trên 50, cái đây là một cái dãy chung cư cũ ngày xưa nè đó. Cái này là 345 trên 53. 53 thì không biết là chắc thể đằng kia. Cái này giống như một cái chung cư cũ vậy đó. Trên 59. Sao nó nhảy rồi.
305/11. Nó tùm lum người ta và la đây, địa chỉ nó nhảy nhiều quá. /37/52, không biết cái nhà nào luôn. /35/15 Trần Đình Xu. À, con đường này Trần Đình Xu, cái hẻm Trần Đình Xu. À, cái góc cái nhà chung cư có thể là nhà của bác năm xưa đó, cháu sẽ quẹo lại Trần Đình Xu. Một lát mình sẽ đối diện nhà thờ cầu kho, mình sẽ có một con hẻm đi ra con đường Hồ Hậu Hớn, Quỳnh Quang Tiên. Đây, cái khu vực này có thể là nhà của bác năm xưa đây. Dạ, căn nhà này ở ngay cái góc mà con đường ra Trần Đình Xu luôn. Và đối diện cũng còn căn nhà cũ. Đây là cái chung cư năm xưa, là chắc cả nhà có thể nhà bác ở khu vực này. Đó, cái nhà cũ nè, ngày xưa. Rồi, thưa bác, cái nhà ngay chỗ cái cửa trắng này là 345/79. Cái nhà chung cư, cái cửa ở đây là có thể là cái nhà của bác năm xưa ở đây. Mà ở đây thì nó có một cái chung cư phía trên nữa. Đó, có thể là nhà bác ở khu vực này. Đó, chung cư cũ, giống như nhà tập thể gì đó. Cái nhà cũ nè, đó, cái nhà cũ, cái góc nhà cũ, đi vào một con hẻm. Rồi mình quẹo ra 345/43. 345/29. Con đường này nó rất là ngoằn ngoèo. Cháu sẽ quay lại và đi một con hẻm để đi ra con đường Trần Đình Xu, con đường Pháp Diệm. Đây, cái chung cư cũ. Rồi, nó nhảy lung tung hết. Đây, cháu quẹo đây, chắc có thể chính xác là nhà của bác ở đó. Cháu quẹo cái cua này nè, đó, để bác coi những cái con đường mà ngày xưa là bác có kỷ niệm. Giờ nó thay đổi như thế nào. Cái nhìn cái cột điện như thế này là biết là con đường này được mở rộng. Nhà cửa ở đây giờ nó cũng giờ VIP lắm, VIP lắm. Những căn nhà này có tiền cũng chưa chắc gì rớn nổi, giá nó rất là cao. Cái đây là hẻm 55 Trần Đình Xu. Đó, đây là con đường Trần Đình Xu Pháp Diệm. Ngay chỗ chiếc xe tải màu đỏ đó, nó có một bức tường của nhà cũ đó, xưa cũ. Nhìn nó hay không? Hàng cây bông giấy. Con đường Pháp Diệm Trần Đình Xu. Và trước mặt chúng ta đó là con đường Quỳnh Quang Tiên. Ý, Trần Hưng Đạo, xin lỗi, chuẩn bị là đi quay Quỳnh Quang Tiên mà nói nhầm.
đây là cái góc Trần Hưng Đạo, đi thẳng là ra con đường Nguyễn Trãi. Đây góc này có cái nhà cũ nè. Rồi bây giờ thì xin đi mời các bác các anh chị quẹo lại để chúng ta sẽ đi vào một cái hẻm nhỏ, rất là nhỏ, đối diện nhà thờ. Đó, cái nhà máy bên trái nhìn thấy đẹp quá. Nhà chắc các bác tướng tá năm xưa. Đẹp lắm, nhà đó đẹp. Bây giờ còn nét đẹp. Theo Sunny nhớ là con đường này nó ngày xưa thì ở cuối con đường có chợ. Đường này nó cũng nhỏ thôi anh chị, sau này được mở rộng ra. Thì đối với cái hẻm, những con hẻm ở Cầu Kho bây giờ nhà cửa nó khang trang, rất là khang trang. Rồi, đây là nhà thờ Cầu Kho. Máy trái là chúng ta sẽ băng vô một con hẻm với những con đường hẻm rất nhỏ. Cái nhà cũ nè, giữ vững khu phố văn hóa. Giữ vững nữa, ghê quá, hồi hộp quá. Đây hẻm 46 Trần Đình Xu. Đây có những nhà cũ. Người Hoa chắc sinh sống ở đây nhiều. Đi ngõ nào đây ta? Bích rồi, ngõ này bích rồi. Con đường chừng Hồ Hậu Hớn đây, trước mặt là đường Cô Giang đó. Đây là con đường Hồ Hậu Hớn, Sunny sẽ chạy lên rồi chạy xuống, chạy thật chậm. Trời ơi, cái nhà này nó đẹp ơi là đẹp, gọi là đẹp bà cú luôn đó. Cái nhà này nè, nhà gốc ngày xưa nè. Đẹp luôn, đất quá rộng. Xin thi sẽ mời anh chị sẽ đi con đường Hồ Hảo Hớn, Quỳnh Quang Tiên năm xưa. Thôi hồi nãy vô cái hẻm rồi, xe thì coi như là cạ qua cạ lại luôn đó anh chị, nó quá nhỏ. Quá nhỏ. Và trước mặt anh chị đó là bến Hàm Tử năm xưa đó.
dòng xe bến Hàm Tử, mé bên tay trái là về cầu Lãnh, bên phải là về Chợ Lớn. Phải giải thích rõ ràng, chứ mà đi vòng vòng thì theo video bên ngoài thì dễ nhận biết, nhưng mà trong video thì nó khó nhận biết lắm, quẹo tới quẹo lui nó mất phương hướng. Rồi tới đây thì Sunny sẽ quẹo lại đi dài theo con đường Hồ Hậu Hớn. Hồ Hậu Hớn này thì nó sẽ cắt với lại con đường Trần Hưng Đạo, vào qua mé bên kia là con đường Cống Quỳnh. Chạy rất chậm để chị Tuyết có thể nhận ra những căn nhà, những góc phố mà vui lắm anh chị. Khi mà Sunny quay như thế này đó, thế là rất là nhiều anh chị đã nhận ra bạn học ngày xưa. Ý con nhỏ bạn của mình kìa. Ý thằng bạn trong xóm của mình kìa. Rất là vui, rất là hay. Có cái duyên, đó là có cái duyên. Khi mà có những cái comment đó thì Sunny cảm thấy vui trong lòng lắm. Đây là con đường Cô Giang bên phải đó. Con đường Cô Giang ngày hôm nay đi thẳng. Đi thẳng quẹo ra con đường Cao Bá Nhà. Đường xá bây giờ thì tên nó thay đổi nhiều lắm. Tên cũ, tên mới. Băng qua con đường Trần Hưng Đạo. Đây, con đường Cao Bá Nhà. Đối với con đường Cao Bá Nhà, những thập niên năm 90 á, đến năm 2000, nó là một cái con đường mà người ta bán cà phê rất là nhiều, ăn uống cà phê. Nhưng mà ngày hôm nay thì chỉ còn ăn uống thôi, cà phê người ta sang tiệm, sang quán hết rồi. Và trở thành những cái công ty tư nhân, con đường Cao Bá Nhà. Tại sao Sunny biết cái khu vực này, khu vực kia thì lý do ngày xưa Sunny làm Nestle, có liên hệ một số chủ quán cà phê để làm chương trình Lucky Raw. May mắn, nhưng dịp mà sinh nhật quán chẳng hạn nên rành lắm, rành những cái nơi mà ăn uống quán cà phê, nhà hàng lắm. Đây là con đường Hồ cái Trần Đình Xu, Pháp Diệm đó. Cái này là hướng về con đường Nguyễn Trãi. Rồi chúng ta quẹo ra con đường Cộng Hòa, Nguyễn Văn Cừ. Chúng ta đã đi qua cái khu vực phường Cầu Kho rồi. Bây giờ đây là phường Nguyễn Cư Trinh. Ở đây có một cái hẻm sợ rét năm xưa nè, và có một cái chợ. Xin đi quẹo vào cái hẻm bên trái nha. Đây cái hẻm chợ. Ngày xưa mà anh chị ở phường Cầu Kho hoặc đường Pháp Diệm sẽ rất là quen thuộc cái khu vực này. Bà con vẫn còn buôn bán, một số người thì bán hết, bắt đầu dẹp chợ. Đây là một cái chợ nhỏ thôi. Ngày xưa thì nghe nói ở đây là có một cái sở rác, thu gom rác.
chúng ta đâm ra con đường Nguyễn Cảnh Trân. Nguyễn Cảnh Trân nối lại con đường Nguyễn Trãi ngay chỗ cái góc cà phê 343 Nguyễn Trãi đó anh chị. Mái trái có quán cà phê dễ thương lắm, Thềm Xưa, quán cà phê Thềm Xưa. Thiết kế thì nó mộc mạc và nhạc á, thì thường mở là Ý Lan, Tuấn Ngọc, Trịnh Nam Sơn, Vũ Khanh, thường thường mở những bài nhạc đó. Để mình coi cà phê 343 mở chưa. Mấy bữa đi ngang thì thấy cà phê 343 thường thường đông. Đây là cái hướng là con đường Nguyễn Trãi để về chợ Thái Bình nha anh chị ha. Rạp hát Quốc Thanh Khải Hoàn á. Đây, đây đến cà phê 343. Đây cà phê 343. Và không biết như thế nào thì cà phê 343 này với thông báo tạm ngưng đóng cửa cũng rất là lâu rồi gì. Rất là lâu rồi. Đây là những cái quán cà phê rất là thân quen. Những anh chị ngày xưa ở Sài Gòn. Tất nhiên sau năm 1975 là cái thời gian đó là Phượng Gác, Quang Cao, Bích Câu, 343, 253, Điện Biên Phủ đó, những cái quán cà phê. Và đặc biệt á thì ngày xưa là quán Sân Vườn thì nhiều, quán Sân Vườn. Bây giờ Sunny sẽ đi con đường Nguyễn Cư Trinh để chúng ta về con đường Trần Hưng Đạo để khép kính một vòng lang thang ở khu vực cầu kho quận nhất anh chị ha, với những cái xóm hẻm thân quen của cô chú anh chị và các bạn. Rất là vui quay gửi tới cô chú anh chị và các bạn, đặc biệt là bác Tê Trần và chị Tuyết, Quỳnh Quang Tiên, hẻm Công Lộ, vân vân. Đây là con đường Nguyễn Cư Trinh quận nhất. Máy trái thì nó sẽ giáp với lại cái xóm Mã Lạng, vùng đất Dữ năm xưa đó. Lúc thời gian là Sinh Y lên đây đi học á, ở cũng cỡ gần ngay chỗ chợ Thái Bình, thì nơi đây thì ôi thôi đi vào cũng rất là nguy hiểm, bảo kê rồi hút hít đồ, hút chích đồ gì phức tạp lắm. Nhưng mà bây giờ nó đổi thay nhiều lắm, nó thay đổi nhiều. Để hôm nào Sunny sẽ mang theo những cái xóm hẻm ở khu vực Mã Lạng, Đồng Tiến nha, để anh chị coi ngày hôm nay Đức Dữ năm xưa ngày hôm nay như thế nào. Bà con buôn bán cũng trở lại bình thường, tất nhiên cuộc sống thì nó sẽ khó khăn hơn đó anh chị. Nó không còn giống như xưa cảnh nhộn nhịp, ăn uống mua bán nhộn nhịp nữa, ai cũng tiết kiệm. Tại vì nó ảnh hưởng cái dịch nè, nó ảnh hưởng cái giá xăng lên ngất ngưỡng 30.000 rồi. Tất nhiên theo Sunny suy ra từ một số anh chị nói là chia sẻ giá xăng ở bên Cali chẳng hạn, 6 mấy đô á một ga lông, mà ga lông thì nếu suy ra
thì khoảng 35.650 đồng một lít xăng. Tất nhiên là cái giá nó hơn với lại Việt Nam là 30.000 một lít xăng. Nó hơn, nhưng mà nếu mà so sánh về cái giá trị đồng tiền và mức sống đó, thì anh chị định cư ở nước ngoài nó sẽ dễ thở hơn so với ở Việt Nam. Đây là con đường Trần Hưng Đạo. Rồi chúng ta sẽ đi thẳng ra một con đường nữa, Nguyễn Khắc Nhu. Đây là con đường Nguyễn Khắc Nhu, băng qua con đường Cô Bắc và Cô Giang. Ngôi trường mé bên trái rất là lớn, trường mang tên là Lương Thế Vinh, ông Lương Thế Vinh. Ông Lương Thế Vinh là Trạng Lường đó anh chị, Trạng Lường. Rồi, đây là con đường Cô Giang. Và chúng ta sẽ về con đường Hồ Hảo Hớn, Quỳnh Văn Tiên. Nói chứ Quỳnh Văn Tiên thì ở Sài Gòn này xin đi biết hai con đường. Ví dụ như ngay chỗ nhà thờ Ba Chuông Đặng Văn Ngữ đó là con đường Quỳnh Quang Tiên và con đường này. Không biết là anh chị có con đường nào khác ở quận khác hay không. Cái gì chia sẻ với Cindy nha. Đó, đối diện là con hẻm hồi nãy Cindy đi ngay chỗ nhà thờ Cầu Kho qua đó, con đường ngoan ngoèo trong xóm hẻm. Thử đi lại coi, đi lại cho nó vui để anh chị nhìn ngó nha, nó rõ ràng. Rồi, chúng ta băng qua căn hẻm tới nhà thờ Cầu Kho, và nhà thờ Cầu Kho cũng tạm stop cái clip này ở đây. Rất là vui thực hiện được cái clip này, dẫn cô chú anh chị và các bạn đi lang thang vòng vòng khu vực Cầu Kho với những cái lời yêu cầu rất là thương mến, và cũng không quên kính chúc cô chú anh chị và các bạn luôn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Thân ái mến chào, hẹn gặp lại trong những cái clip tiếp theo của Cindy Đồng. Bye bye, hẹn gặp lại.